sau khi tung ra một cú sút rất mạnh ở sát vòng cấm địa đội nhà, thủ môn Ricardo Gatno đã có pha ghi bàn không tưởng khiến người xem bất ngờ. Cụ thể phút 87 của trận đấu, Imoles đã có bàn gỡ hòa 1-1 sau khi Livio thực hiện thành công quả phạt đền. Tưởng rằng trận đấu sẽ kết thúc với tỷ số hòa thì đến phút 90+1, thủ môn Ricardo Gatno đã có khoảnh khắc để đời khi tung ra cú sút bóng rất mạnh ở sát vòng cấm đội nhà. Quả bóng sau đó rơi xuống trước vòng cấm địa của đối thủ, nảy lên qua đầu của thủ môn Gian Rossi. Trước khi bắt đầu xem video, hãy nhấn subscribe và bật chuông thông báo để ủng hộ cho kênh của mình nhé. Trong bóng đá, có những bàn thắng dễ như trên trời rơi xuống, nhưng cũng có những bàn thắng không phải ai cũng thực hiện được. Và sau đây, cùng chúng tôi chiêm ngưỡng những pha lập công hiếm có khó tìm của các ngôi sao sân cỏ thế giới. Pha ghi bàn ấn tượng này diễn ra trong trận đấu giữa Lyon và Toulouse. Phút 83 của trận đấu, Memphis Depay nhận được bóng từ giữa sân. Quan sát thấy thủ môn Lafond của Toulouse dâng lên cao, tiền vệ người Hà Lan đã quyết định thực hiện cú đại bác tầm xa vào thẳng lưới Toulouse. Kết quả bóng đi cầu vòng vào khung thành và thủ môn Lafond hoàn toàn không có cơ hội cản phá. Từ quả treo bóng của Dani Alves, Jordi Alba bất ngờ tung cú volley vô cùng đẹp mắt, tạo nên siêu phẩm thần sầu đánh bại thủ thành Jan Oblak. Dennis Bergkamp trong tư thế quay lưng về hướng khung thành, chạm bóng tinh tế rồi xoay người thoát khỏi sự truy cản của hậu vệ Newcastle. Bergkamp đã di chuyển ra sau lưng hậu vệ rồi dứt điểm ghi bàn. Cho đến nay thì siêu phẩm này được xem là bàn thắng ma thuật. Chỉ cần 3 phút có mặt trên sân, Vardy đã lập tức lập nên một siêu phẩm. Cú đánh gót điệu nghệ trong vòng cấm của anh đã khiến cho thủ thành số 1 thế giới Manuel Neuer hoàn toàn bất lực. Alexis Sanchez có pha giữ bóng hay trước khi mớm bóng ra phía sau hàng phòng ngự đối thủ, thuận lợi để Lukaku băng xuống dứt điểm. Cú đánh đầu của tiền đạo người Bỉ đập vào người thủ môn Ludogorets trước khi bật lại đập trúng đầu Lukaku bay vào lưới. Xuất phát từ cú dứt điểm không trúng đích của Divock Origi trong vòng cấm Watford, bóng lăn về phía Salah đang đứng ở rìa vòng 5m50. Tiền đạo người Ai Cập lập tức đánh gót đầy bất ngờ để sâu kim hậu vệ Watford ghi bàn ấn định chiến thắng 3-0 cho Liverpool. Trong 8 năm khoác áo Paris Saint-Germain, trung vệ người Brazil Thiago Silva nhiều lần cho thấy khả năng hỗ trợ tấn công đáng nể. Như ở tình huống này, bằng kỹ thuật cá nhân cực kỳ điêu luyện, Thiago Silva vẫn có thể đưa bóng được vào lưới từ sát đường biên ngang. Mặc dù bàn thắng không được công nhận, nhưng mà vẫn khiến cho đồng đội cũng như đối thủ và các khán giả trên sân phải mắt tròn mắt dẹt. Diomand đã ghi siêu phẩm xe đạp chống ngược vào lưới Leicester mở tỷ số trận đấu giữa Hull và Leicester. Đây cũng là bàn thắng đầu tiên ở giải Ngoại hạng Anh mùa 2016-2017. Đáng chú ý, dù bàn thắng được tính cho Diomand, nhưng mà cả Diomand và Hernandez đều cùng ngã bàn đèn và có vẻ như cùng chạm bóng, tạo ra một bàn thắng đẹp độc nhất vô nhị trong lịch sử. Chính Carlos thừa nhận điều này. Anh tiết lộ hầu như không có ý tưởng nào trong việc thực hiện cú sút đó. Những gì hậu vệ trái lừng danh một thời làm là chạy đà quen thuộc, dứt điểm với lực rất mạnh và mặc kệ bóng hướng về khung thành với quỹ đạo ra sao, tất cả do may mắn. Luis Suarez đã từng thực hiện một siêu phẩm đánh gót giúp Barca thắng đậm Mallorca ở vòng 16 La Liga mùa 2019-2020. Tổng cộng 6 cầu thủ Barca là Sergi Roberto, Rakitic, De Jong, Busquets, Messi và Griezmann đã phối hợp để kéo giãn hàng phòng ngự đối phương trước khi De Jong chọc khe cho Suarez băng xuống dứt điểm thành bàn đầy ngoạn mục. Từ đường phát bóng của Dida, Kaká loại bỏ Darren Fletcher trước khi tân bóng qua đầu Hendrick. Sau đó, khi Patrick Evra lao vào bọc lót, Kaká chạm bóng bằng đầu loại bỏ Evra, khiến cho hậu vệ người Pháp lao vào Hendrick. Và cuối cùng, Kaká dứt điểm hết sức mượt mà, hạ gục Van der Sar. Nhận bóng từ gần giữa sân, Eden Hazard sử dụng tốc độ và sự khéo léo vượt qua sự truy cản của 5 cầu thủ West Ham trước khi sút tung lưới thủ môn Fabianski. Pha quay chậm cho thấy Hazard chỉ mất chưa đến 6 giây từ khi nhận bóng cho đến khi đưa bóng vào lưới đối thủ.
Bàn thắng theo kiểu Rabona của Lamela vào lưới Arsenal ở một tư thế rất khó, bởi khi đó trước mặt anh là ba hậu vệ của pháo thủ. Chỉ trong tích tắc, Lamela đã vẽ một đường cong mềm mại, trái bóng như được lập trình đi sát mặt đất qua đôi chân của Partey và khiến cho thủ thành Bellerano bay người hết cỡ cũng không thể cứu thua. Zlatan Ibrahimovic đã từng ghi bàn thắng tuyệt đẹp vào lưới tuyển Anh trong trận đấu giao hữu năm 2012 với cú ngã người vô lê xa không tưởng. Pha xe đạp chống ngược do Ibrahimovic ghi được có khoảng cách lên đến gần 40m. Dù nỗ lực về cản phá, nhưng mà hậu vệ của đội tuyển Anh cũng không thể ngăn nổi bàn thua cho đội nhà. Đây có lẽ là pha solo để đời của Messi vào lưới Real Madrid. Cầm bóng từ giữa sân, M10 đã đột phá đẹp mắt qua 4 cầu thủ Real trước khi dứt điểm hoàn hảo ghi bàn. Trong trận đá lại bán kết FA Cup 1999 giữa Manchester United với Arsenal, Ryan Giggs đã có pha solo ghi bàn vô cùng đẳng cấp trong hiệp phụ thứ hai để giúp Quỷ Đỏ ấn định chiến thắng 2-1 trước pháo thủ và tiến vào chung kết FA Cup 1999. Phút 57 trận Pháp với Thụy Sĩ, Benzema nhận đường truyền vặn sườn của Kylian Mbappe. Trong thế hơi lỡ trớn vì đã lao về trước, tiền đạo Real Madrid vẫn khống chế bóng thành công bằng cách gạt bóng bằng mũi chân, sau đó lốp bóng hạ gục thủ thành Jan Sommer. Trong trận đấu với Burnley ở vòng 16 mùa 2019-2020, tiền đạo người Hàn Quốc Son Heung-min nhận bóng từ sân nhà, bứt tốc vượt qua 6 cầu thủ đối phương trước khi xuyên thủng mảnh lưới của thủ thành Nick Pope. Và với pha lập công này, Son đã trở thành chủ nhân của danh hiệu bàn thắng đẹp nhất mùa giải. Ibra có đai đen karate và tiền đạo Thụy Điển không ngần ngại thực hiện những động tác kỹ thuật của võ thuật ngay trên sân bóng. Bàn thắng vào lưới Italia tại Euro 2004 là một minh chứng rõ nét. Phút 90 trận đấu, tận dụng thời cơ từ cú ném bóng ẩu của thủ môn Mick Butler, tiền vệ Daniel Pereira đã thực hiện cú móc giò lái ghi bàn thắng ấn định chiến thắng 3-2 cho Hartford Athletic. Từ khoảng cách hơn 50m, tiền vệ của Tottenham Harry Quinn tung cú sút quyết đoán khi nhận thấy thủ môn Ludogorets dâng cao, bóng đi thẳng vào góc chữ A trong sự ngỡ ngàng của các cầu thủ trên sân. Ibra đã có một bàn thắng vô cùng bất ngờ khi được thủ thành đối phương chủ động kiến tạo, cùng chiêm ngưỡng pha làm bàn đầy may mắn nhưng cũng không kém phần kỹ thuật của ngôi sao Thụy Điển. Hậu vệ Carvajal đã thực hiện một pha solo xuất thần để ghi bàn quyết định ở những giây cuối cùng giúp Real tranh siêu cúp châu Âu 2016. Cùng xem lại pha solo ấy. Trong trận đấu với Toronto, Ibrahimovic đã thực hiện siêu phẩm kiểu karate. Tình hình diễn ra ở phút 43. Tiền đạo người Thụy Điển nhận bóng từ đường truyền dài của Jonathan Dos Santos. Cầu thủ này đã ngẫu hứng tung chân lên không trung và đánh gót tung lưới đối thủ. Chúng ta vừa cùng chiêm ngưỡng pha ghi bàn có 1-0-2 trong bóng đá. Đừng quên like video để ủng hộ cho kênh chúng mình nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.